Let's go! Chiếc giường đồ ăn. Cô nên làm một cái giường chắc chắn vào. Dự báo có một cơn bão lớn sẽ đổ bộ vào đêm nay. Bản đồ chỉ tập trung vào ăn uống mà không nghe lời dặn dò từ vũ phù gì cả. Khác với Pando, vũ phù cố gắng chuẩn bị một chiếc giường thật kiên cố. Ôi trời, cân nặng của Pando ngày một vượt quá mức rồi kìa. Pando đã nhận lấy hậu quả. Vậy còn các bạn nhỏ đã rút ra được bài học gì chưa nào? Các em thấy không? Sức khỏe không tốt khi chúng ta ăn quá nhiều đồ ăn nhanh. Điều này dẫn đến thể lực kém. Chúng hiểu ghê. Đợi tớ. Chiếc giường mất tích. Con chào mẹ. Vũ phù, đi vào rửa chân tay đi đã nhé. Trời ơi! Vũ phù ơi! Giường không phải là chỗ chơi đùa như vậy đâu! Yeah. Dừng lại đi! Vũ phù! Cậu xuống ngay đi! Đừng nhảy nữa! Tớ quá bẩn rơi. Nếu cậu không tiếp tục giữ sạch sẽ cho tớ thì tớ sẽ bỏ đi đấy. Đây. Quá đủ rồi. Chuyện gì đây? Tớ sẽ bỏ đi. Tớ sẽ bỏ đi. Tớ sẽ bỏ đi. Vũ phù đã thấy tầm quan trọng của giường ngủ chưa? Không! Bố ơi! Mẹ ơi!
mất rồi. Bố mẹ tìm bạn ấy về giúp con với à. Dương ơi, cậu ở đâu? Đằng kia kìa. Từ từ đã. Buông tôi ra. Đừng đi mà. Tớ sai rồi. Hãy tha thứ cho tớ nhé. Tớ sẽ cẩn thận để cậu luôn thật sạch sẽ. Giữ vệ sinh đồ vật khi sử dụng là điều vô cùng cần thiết. Các bạn nhỏ nhớ nhé. Wow, Lucy có một chiếc giường mới. Giường nào là nhất? Lucy đã tự tay làm để tham gia cuộc thi đấy. Anh làm thêm một cái giường đẹp hơn thế đi à. Em gái đáng yêu thế này, làm sao Piggy từ chối được cơ chứ? Các bạn có mong chờ chiếc giường của Nancy không nào? Wow, trông nó thật xịn sò, sáng chói lấp lánh luôn. Còn giường của Lucy siêu êm ái đó nha. Mọi người. Nhìn xem, giường của Lucy sắp đẹp bằng của tớ nữa. Ôi không, giường đẹp nhưng chẳng hữu dụng chút nào. Được rồi, chúng ta hãy nhờ cô giáo chấm điểm đi. Không. Không thể tin được, Nancy lại phá chiếc giường của Lucy. Làm vậy là hư đấy. Tôi muốn thắng quá thôi. Đừng gian lận nhé, các em. Chiến thắng bằng chính năng lực của mình mới thực sự xứng đáng. Mẹ bị làm phiền. Em à, anh về rồi. Anh mau đi thay quần áo ngay đi. Như gúp phù đang hiểu nhầm bố sói rồi. Đến lúc làm cái giường tuyệt nhất cho mẹ yêu rồi. Nếu là gúp phu, các
bạn sẽ làm gì khi thấy bố đi làm về mệt? Hả? Giờ thì bố không thể làm phiền đến giấc ngủ của mẹ nữa. Không phải bố làm phiền mẹ đâu. Dạo này công việc bận quá nên bố con đã rất mệt đấy. Hãy thông cảm cho công việc của bố mẹ nhé các bạn nhỏ ơi. Cửa hàng đồ ăn trên giường tầng. Wow, ai nấy cũng đều tất bật chuẩn bị cho buổi hội chợ. Nhưng Lucy có vẻ không được tỉnh táo cho lắm. Và thế là một loạt rắc rối ập đến. Hả? Em làm sao thế? Em hơi buồn ngủ tí thôi ạ. Thì ra là do Lucy chưa ngủ đủ giấc đây mà. Vậy anh sẽ làm cho em chỗ nghỉ ngơi ngay tại đây. Xịt chưa này. Một chiếc giường tầng kết hợp với cửa hàng đồ ăn luôn. Nhanh lên đi bạn ơi. Giờ mình mà xuống thì lại phải làm cho mà xem. Ôi, trong khi Gúp Phú luôn chân luôn tay bán hàng, còn Lucy lại lười biếng ngồi chơi, thật không đúng chút nào. Các em. Còn phá hỏng quầy hàng nữa đó Lucy. Anh đừng giận nữa mà. Em sẽ sửa nó ngay ạ. Boy. Wow, chắc hẳn đây là chiếc giường trong mơ của nhiều bạn nhỏ đấy mà. Giường mới xịn thế hai con, rất đẹp. Giường cầu trượt là tuyệt nhất. Chà, ai đã làm chiếc giường tuyệt đẹp cho Gúp Phú và Lucy nhỉ? Thật tuyệt, mình sẽ ngủ ở trên này. Ngủ ngon nhé, cháu yêu. Không, búp bê Elsa rơi từ trên cao xuống nên hỏng mất rồi. Lucy, có chuyện gì vậy? Cháu muốn đi vệ sinh ông ơi. Nhưng cháu sợ trèo xuống lắm mà. Đúng rồi, chiếc giường tầng này cao lắm. Lucy sợ bị trượt chân và ngã. Đu dây xuống có phải là ý tưởng hay không ta?
chơi, quá nguy hiểm. À, cái khó ló cái khôn. Gu Phù đã có sáng kiến mới. Cùng chờ xem nó là gì đây. Trông này, một bản thiết kế giường cầu trượt vô cùng độc đáo. Để ông tìm xem có thứ gì làm cầu trượt không nhá. Chúng ta có thể làm bằng giấy bìa mà. Ôi không! Dùng gỗ sẽ chắc chắn hơn đó, hai cháu. Các bạn có mong chờ siêu phẩm giường cầu trượt đây mới lạ này không nào? Lucy! Mình cùng làm chiếc giường trượt ở nhà nữa nhé. Có chuyện gì xảy ra với đội trưởng Buffo thế này? Đội trưởng cô đơn. Các em hãy chăm chỉ tập luyện nhé. Đội chiến thắng sẽ nhận được cúp đấy. Đội tớ thắng là cái chắc rồi. Không, đội tớ sẽ lấy cúp. Cùng xem đội nào sẽ là nhà vô địch đây. Trưởng Buffo, Buffo luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn bè như vậy đấy. Nhanh lên, Pando. Không được rồi. Phải cố, đội mình thua bây giờ. Vì sự hiếu thắng của Buffo mà giờ hai đội trưởng không tiếp tục tập luyện được nữa rồi. Cậu có đau nhiều không? Cậu ăn đi này. Tớ cũng muốn ăn táo đây này. Tạm biệt nha. Có mang đồ chơi cho tớ hả? Maggie. Các em biết tại sao các bạn lại có thái độ đối với Buffo và Goofy khác nhau như vậy không? Này, tớ là đội trưởng cơ mà. Sao các cậu không thèm quan tâm đến tớ? Cậu không phải là một đội trưởng tốt đâu. Buffo ơi, giúp tớ với. Một đội trưởng giỏi luôn phải quan tâm và hỗ trợ đồng đội của mình. Các em hiểu chưa nào? Khi bạn bè gặp khó khăn, em nên giúp đỡ nhé. Cha, hút cú sáu múi đây rồi. Phiếu đánh giá đồ ăn. Nhiệm vụ của các em: quan sát đồ ăn của bạn mình, đánh giá xem đó là đồ ăn lành mạnh hay không nhé. Dạ vâng ạ.
Buffo bị Guffu phát hiện mất rồi. Nhìn này. Hả? Cậu xóa đi được không, Guffu? Còn lâu nhá. Tớ chẳng tin cậu sẽ không động đến đồ ăn không lành mạnh. Cùng xem Guffu hay Buffo sẽ là người có chế độ ăn lành mạnh nhất nhé. Không được. Bạn đi đâu? Làm vài miếng không? Không là không. Kế hoạch dụ dỗ của Buffo đã thất bại. Bắt được rồi. Xóa đi mau. Dừng lại. Nếu ăn quá nhiều đồ ăn nhanh, cân nặng của cậu sẽ tăng vun vút đấy. Mình đã ăn rất nhiều rồi. Đáng lẽ mình phải khỏe mạnh hơn chứ nhỉ? Ôi không, Buffo ơi, không phải cứ ăn nhiều là khỏe đâu. Chúng ta phải ăn đủ chất đó nha. Buffo. Tớ sẽ ăn đồ ăn nhanh ít đi. Tớ không muốn bị vậy đâu. Buffo tiếp thêm năng lượng trước khi chạy. Đã đúng cách chưa nhỉ? Bàn tay của ai đang giữ Buffo vậy? Đừng. Thoát khỏi đồ ăn đâu có dễ. Các bạn đoán Guffu hay Buffo sẽ về đích trước? Wow, Buffo nghĩ rằng cứ ăn nhiều là sẽ có thêm sức mạnh, giống như trong game vậy. Mai mình lại chạy đua tiếp đi. Nó sẽ không thua nữa đâu. Hôm nay tớ nhất định sẽ giành chiến thắng. Nhưng Buffo tiếp thêm năng lượng như này đã đúng cách chưa nhỉ? Đừng ăn quá nhiều, Buffo. Chúng ta sắp thi chạy đó. Nó là bảo bối giúp tớ chiến thắng. À.
chơi, không ổn rồi. Cậu bị đau bụng rồi Gốc Phu, là do cậu ăn quá nhiều trước khi chúng ta chạy đấy. Ê này. Hả? Đưa chúng ta tới vạch đích nữa nhé. Các bạn thấy hậu quả của việc ăn no trước khi chạy đáng sợ chưa nào? Nhanh lên, cậu phải thắng đó. Vậy nên nhớ đừng ăn no trước khi vận động nhé các bạn nhỏ. Hả? Tới giờ rồi, cát. Ba bạn đồ ăn đã làm gì mà lại bị thẩm vấn vậy? Em gái ta đã bị tào bón mấy ngày rồi đấy. Một trong ba người phải là thủ phạm. Đồ ăn nào có hại cho sức khỏe? Anh cứ kệ em đi ạ. Anh đã bí mật gài máy quay ở nhà rồi Lucy. Cha, cảnh sát Gốc Phu rất chuyên nghiệp. Nếu để ta biết là do ai làm, ta sẽ không bao giờ để Lucy ăn đồ ăn đó. Lucy muốn làm gì đây? Em không đi nặng được anh ơi. Vậy rau quả là thủ phạm ư? Kết quả quá rõ ràng. Không thể nào, không thể nào là chúng tôi được. Ở trong tù mà suy nghĩ lại về hành động của mình đi. Ăn mừng thôi nào. Ôi không, bụng Lucy đang sôi sùng sục. Chính đùi gà đã làm cậu đau bụng đấy Lucy. Nhìn kìa. Thì ra Lucy đã cắt mất băng ghi hình của Gốc Phu. Em xin lỗi vì đã vu oan cho rau xanh và cà chua ạ. Xin lỗi bằng cách ăn nhiều rau củ quả hơn nhé Lucy. Wow, yummy. Rau với thịt kia, tránh xa ra. Tại một thế giới đồ ăn nọ. Cùng xem thực đơn được chuẩn bị cho Gốc Phu là gì đây? Ôi giời ạ! À, suốt ngày làm mấy món này, tớ phát ngán đi được. Nó sẽ cho cậu một sức khỏe tuyệt vời luôn đấy nhá. Đúng không? Mới chuyển đến, có món ngon. Mời các cậu nha. Cha, có vẻ như Gốc Phu đã trúng tiếng sét ái tình với đồ ăn nhanh mất rồi. Wow. Tuyệt, mấy món này ngon đỉnh, hơn cả thịt với rau luôn đấy. Này Gốc Phu, cậu không nên ăn quá nhiều đồ ăn nhanh thế này. Hả?
Từ nay trở đi, tớ chỉ ăn hamburger và pizza. Mau đi đi. Quyết định này của Goku là đúng hay sai nhỉ? Ôi trời, cái gì quá cũng không tốt đâu, Quốc Phu ơi. Quốc Phu ơi, cậu ăn xong đống đồ ăn nhanh đó chưa vậy? Vậy đó, giờ hối hận cũng đã muộn màng rồi. Tớ sẽ không ăn nhiều đồ ăn nhanh nữa đâu. Các cậu à, ăn uống đủ chất thì mới có sức khỏe tốt. Có sức khỏe là có tất cả. Các bạn nhớ chưa nào? Cha, nhìn Lucy ăn ngon miệng chưa kìa. Hả? Burger hoa quả. Đúng là khi được ăn ngon, trông chúng ta thật hạnh phúc. Nhìn Gúc Phu phấn khích quá đi. Trời đánh tránh miếng ăn. Ôi, Gúc Phu bị sao vậy? Con không thể đi vệ sinh được. Đó là do con ăn quá nhiều đồ ăn như này. Hãy ăn thêm hoa quả và rau xanh. Làm sao mà Gúc Phu cưỡng lại được sức hấp dẫn của đồ ăn đây? Nếu không ăn đủ hoa quả và rau củ mỗi ngày, ta sẽ gặp rất nhiều rắc rối về sức khỏe đấy. Cha, Gúc Phu có cách gì để giải quyết rắc rối này ư? Chấm ý tưởng của Gúc Phu bao nhiêu điểm nhỉ? Wow! Cho tớ một cái đi. Tớ cũng muốn một cái. Có chuyện gì thế này, mọi người ơi? Đây là... Cháu xin lỗi bác. Bác đừng giận cháu nhé. Ý tưởng này vô cùng sáng tạo đấy. Giỏi lắm, cháu đã giúp mọi người ăn thêm hoa quả và rau củ nhiều hơn rồi kìa. Bác sẽ thêm món này vào thực đơn ngay. Chúng ta nên tặng quà sinh nhật gì cho Mickey nhỉ? Xin chào. Giường của tớ bị hỏng rồi. Làm giường mới cho Mickey. Wow, ý tưởng của Cat là gì đây ta?
Pando cho rằng chiếc giường lông vũ có thể khiến Piggy và Nancy bị dị ứng. Thế giờ làm giường kiểu gì đây? Uầy, vậy chiếc giường siêu ngầu này sẽ là một ý tưởng tuyệt vời chứ? Không. Piggy sẽ rất thích ý tưởng này của tớ. Đồng ý. Bố ơi, để bố giúp các con. Nhìn này, bản thiết kế xong rồi đây. Các bạn có mong chờ món quà đặc biệt này không nào? Trông nó mang đậm đặc trưng của Piggy các bạn nhỉ? Quả là một ý tưởng đầy sáng tạo. Tuyệt! Tớ thích lắm! Cảm ơn các cậu! Phải sô-cô-la không? Bố tớ biến thành sô-cô-la rồi! Ôi không! Tại sao lại thế được chứ? Đó là tượng sô-cô-la thôi! Chúng ta làm thử thách sô-cô-la đi ạ! Bác sẽ thắng! Nếu có thể lừa chúng cháu bằng đồ sô-cô-la! Cha cha, để xem Ufu và Pando có thể giành chiến thắng không đây. Quả táo này là thật. Chờ đã. Ôi, có vẻ như Pando đã bị lừa mất rồi. Con không được nếm đâu. Hay là con người xem sao cũng phù. Cả hai chiếc xe đều có mùi sô cô la. Ôi chà, Wufu tính làm gì với quả bóng tennis này vậy? Nhìn kìa, bố ơi! Ôi trời, Wufu đã ném trượt. Thật may, nhưng chả lẽ không có cách nào phân biệt hai chiếc xe này ư? Wow, Goku thông minh quá đi. Nhiệt độ sẽ làm chảy sô-cô-la. Chúng ta thắng rồi. Bố có hai phần quà đặc biệt cho các con đây. Tuyệt ạ. Bánh sinh nhật của Goofu. Yeah.
Lát nhớ ước nha con trai. Hả? Điều ước sẽ trở thành sự thật khi con thổi nến đó Gúp Phu à. Cháu cũng muốn được thổi nến sinh nhật. Bánh sinh nhật của tớ mà. Ai cho các cậu thổi chứ? Hả? Cầm mai cướp điều ước của tớ đấy. Bắt đầu từ sinh nhật nào các con. Chúc mừng sinh nhật Gúp Phu. Ơ kìa, cát làm gì thế? Thì ra cả bốn bạn nhỏ đều muốn thổi nến để nhận được những món quà siêu to khổng lồ. Nhưng ôi không, chiếc bánh sinh nhật của Gúp Phu bị hỏng mất rồi. Các cháu không được tùy ý làm vậy. Như thế là không đúng đâu. Chúng tớ xin lỗi. Các bạn nhớ, đừng đụng vào đồ của người khác khi chưa được cho phép nha. Kỷ niệm này thật vui, đúng không nào? Sao vậy, Lucy? Học hình khối khó quá à? Để bố giúp con. Giải cứu hình khối. Tớ là hình vuông. Ôi không, Lucy đã quét sai hình mất rồi. Kêu, kêu chúng ta đây. Tớ là hình tam giác. Tớ là hình tròn. Để xem lần này, Lucy có thể cứu hai người bạn hình khối không đây. Để bố dạy con về hình khối. Hình tam giác. Hình vuông. Đúng. Hình tròn. Chà chà, Lucy thật là thông minh. Và wow, cuối cùng thì Lucy đã giải cứu thành công các bạn hình khối rồi này các bạn nhỏ ơi. Cảm ơn bố và anh ạ. Ôi không. Gúp Phu, đừng nhảy quá cao như vậy. Wow, tấm bạt nhún của bác ngựa thật là dễ thương. Chúng ta chọn cái này. Đồng ý. Được. Cha, Gúp Phu và các bạn định thi đấu nhảy bạt nhún ư? Chúng tôi sẽ cho hai cậu biết lên độ. Cha cha, cát tự tin chứ kìa. Nhưng nào chúng ta cùng xem.
Fufu và Pando, Cat và Dolly, đội nào sẽ giành chiến thắng đây? Ta-da! Đừng chơi như vậy nữa các cháu. Dừng lại mau. Ôi, vì sao bác ngựa lại hoảng hốt như vậy? Bác ơi, có chuyện gì thế à? Bởi vì các cháu sẽ gặp nguy hiểm nếu chiếc bạt nhún này sập xuống đấy. Ơi, chúng cháu sẽ không chơi như thế nữa đâu à. Vâng ạ. Nancy, cô bé bán diêm. Để tớ giúp cậu nha. Chào em. Chị có thể mua giúp em một ít diêm không ạ? Được. Đây ạ. Ôi, những bào diêm này bị ướt hết cả rồi còn đâu. Không. Và cũng vì thế mà Nancy và Lucy chẳng bán được cho ai. Bây giờ Nancy vừa lạnh vừa đói bụng nữa. Lucy sẽ giúp bạn như thế nào đây? Nancy, con đợi tớ chút nha. Nhìn đây. Ôi không, em cần bán hết trong diêm này để mua thuốc cho anh trai của mình. U là trời, quốc phụ có cách gì thế nhỉ? Wow, anh em nhà sói thật là tốt bụng. Các bạn ơi, hãy luôn giúp đỡ mọi người nhé. Truy tìm màu sắc. Học màu sắc chán quá đi mất. Wow, tiến sĩ mèo có sáng kiến gì để giúp việc học màu trở nên thú vị hơn sao? Giờ đây, Fufu và Cat đang bước vào một thế giới ảo. Chúng cháu phải làm gì ạ?
Nhiệm vụ của cháu là đi tìm và gọi tên những màu sắc bị mất. Để tớ giúp cậu. Xanh dương. Đó có phải là câu trả lời đúng không các bạn nhỉ? Đây là màu vàng. Màu vàng. Có khi nào chúng trốn ở đây? Ôi, cao quá! Húc Phu phải nghĩ cách gì đó để lấy chúng xuống thôi. Tìm được rất nhiều màu sắc. Các bạn có gọi tên được tất cả màu sắc đó không? Giờ vẫn còn thiếu một màu sắc nữa. Đi tìm tiếp thôi nào. Kìa, có chuyện gì vậy? Sắp hết giờ rồi đó. Liệu rằng Húc Phu có trả lời đúng không đây? Màu trắng. Màu trắng. Trò chơi truy tìm màu sắc này tuyệt quá. Ước mơ của Húc Phu. Bố ơi, chơi với con đi à? Bố ơi, có phải hồi bé bố mơ ước trở thành kiến trúc sư không ạ? Không, con trai, hồi bố còn bé bố mơ ước trở thành lính cứu hỏa cơ. Khỏi đám cháy rồi. Có vẻ như bố không phù hợp với công việc này lắm nhỉ. Xin chào. Ông ơi, hồi bé nghề mơ ước của ông có phải ăn vườn không ạ? Không, hồi ông còn bé ông muốn trở thành bác sĩ cơ. Ơ kìa, ông đã băng bó nhầm tay của bệnh nhân rồi. Anh ơi. Có chuyện gì vậy? Thì ra ông đã vô tình làm tuột phích cắm máy đo nhịp tim. Húc Phu ơi. Húc Phu, con sao vậy? Nếu như ước mơ của con không thành sự thật giống như bố và ông thì sao ạ? Ông vẫn có thể chăm sóc sức khỏe của mọi người mà, nhưng sẽ bằng cách khác. Wow.
Còn bố thiết kế những ngôi nhà vững chắc để bảo vệ mọi người khỏi nguy hiểm. Wow, thích quá ạ. Nhưng con vẫn muốn trở thành cảnh sát cơ. Cháu có thể làm bất cứ việc gì cháu muốn. Hãy giữ lấy ước mơ của mình và cố gắng nhé. Chúng ta cùng cố gắng đi ạ. Thử thách hộp đồ ăn bí mật. Cùng chơi một trò chơi nhé. Ai mà chọn trúng hộp nào thì sẽ phải ăn món ở trong hộp đó. Sao bọn con lại phải chơi trò này à? Thì ra là do hai bạn ấy rất lười ăn rau đây mà. Cứ thử đi cháu. Trong hộp toàn đồ ăn ngon thôi. Cha, Pando nghĩ rằng trong hộp màu đỏ sẽ chứa rất nhiều táo. Các bạn xem, suy đoán của Pando có đúng không nào? Ăn hết cà chua đi con trai. Đến lượt cháu. Trong này chỉ có mỗi rau củ quả thôi à? Kiên nhẫn chút, còn có cả pizza thơm lừng cơ. Chà, hai bạn ấy có kế hoạch gì để có thể chọn đúng những món ăn yêu thích đây? Không! Không gian lận nữa, mau chọn hộp đi nào! Trong hộp màu xanh lá có món gì nhỉ? Hồi hộp quá đi! Mãi vẫn chưa tìm được hộp chứa pizza. Bác chỉ muốn cả hai thích ăn rau hơn mà thôi. Rau cũng không tệ lắm à. Các bạn ơi, hãy ăn thật nhiều rau xanh để có một sức khỏe tốt nha. Phòng hồng, phòng đen. Lucy, phòng của anh Gufu đang sửa chữa, con cho anh ở cùng một đêm nhé. Nếu anh muốn ở phòng em thì anh phải làm mọi điều theo ý em. Giúp em trang trí thành phòng hồng đi ạ. Ổn. Các bạn có mong chờ căn phòng màu hồng mơ ước của Lucy không nào? Ái chà, Quốc Phu quả là người anh tốt bụng và cưng chiều em gái. Này, anh không được nằm trên giường của em. Đây, anh ngủ ở đây đi. Không được. Ôi, Lucy quá quắt thật đấy. Anh không muốn ở đây nữa. Xong rồi. Chà, Quốc Phu đã nhờ Molly đào một căn phòng riêng dưới lòng đất.
Một căn phòng đen thì trông sẽ thế nào nhỉ? Tò mò quá đi. Các bạn xem, chơi một mình cũng có vui vẻ gì đâu. Con phải biết chia sẻ và đối xử tốt với anh chứ. Con xin lỗi ạ. Em không muốn có phòng hồng dưới này anh ạ. Hãy biết yêu thương và sẻ chia nha các bạn.